Theo tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, tuần qua, Hà Nội ghi nhận 41 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 16 ca so với tuần trước. Cộng dồn từ đầu năm 2024 đến nay, Hà Nội ghi nhận 667 ca mắc sốt xuất huyết. Số ca mắc tăng so với cùng kỳ năm 2023. Từ đầu năm đến nay, Hà Nội ghi nhận 7 ổ dịch. Sốt xuất huyết đen là bệnh truyền nhiễm do virus đen gây nên. Virus này có 4 chủng huyết thanh khác nhau là đen 1, đen 2, đen 3 và đen 4. Bệnh nhân nhiễm với chủng virus nào thì có khả năng tạo nên miễn dịch suốt đời với chủng virus đó mà thôi. Chính vì vậy, những người sống trong vùng lưu hành dịch đen có thể mắc sốt xuất huyết nhiều hơn một lần trong đời. Virus truyền từ người bệnh sang người lành do muỗi đốt, muỗi vằn là côn trùng trung gian truyền bệnh chủ yếu. Qua vết đốt, virus từ tuyến nước bọt của muỗi sẽ vào máu người rồi lây bệnh sốt xuất huyết. Cùng lắng nghe những tư vấn của tiến sĩ bác sĩ Vũ Quốc Đạt, giảng viên bộ môn truyền nhiễm trường Đại học Y Hà Nội, phó trưởng khoa bệnh viện nhiệt đới và can thiệp giảm hại, bệnh viện Hà Nội để hiểu rõ hơn về nguyên nhân gây bệnh. Đối với cả sốt xuất huyết thì thực tế nó là một cái bệnh diễn biến rất là phức tạp, không phải chỉ ở mỗi Việt Nam của chúng ta mà ở nhiều nước khác ở Đông Nam Á chúng ta cũng gặp tình trạng tương tự. Ở Việt Nam của chúng ta, do nước chúng ta là một cái đất nước tương đối dài cho nên cái khí hậu cũng có sự khác biệt giữa miền Nam và miền Bắc. Ở khu vực phía Bắc của chúng ta thì nhìn chung sốt xuất huyết sẽ diễn biến theo chu kỳ, nghĩa là cứ khoảng tầm 5 năm hoặc là 10 năm một lần chúng ta sẽ chứng kiến một cái đại dịch lớn. Và với những cái bài học tương tự ở các quốc gia khác, tôi lấy ví dụ như là Singapore là một nước phát triển và ở gần với chúng ta, thì mặc dù là một nước phát triển cao nhưng do mật độ dân cư rất là đông cho nên dịch sốt xuất huyết ở Singapore là cái dịch mà có thể coi là lớn nhất ở khu vực Đông Nam Á. Ở khu vực Hà Nội thì tôi nghĩ là đó là cũng là cái điều mà chúng ta dễ hiểu khi mà chúng ta sống ở một thành phố có mật độ dân cư đông và thói quen của cư dân ở trong cộng đồng vẫn còn tích trữ cũng như sử dụng nhiều các cái dụng cụ có thể chứa nước ở quanh nhà. Điều đó làm cho sốt xuất huyết dễ bùng phát, và với những cái sự thay đổi về khí hậu thì tôi tin chắc rằng là trong những năm sau, dịch sốt xuất huyết ở Việt Nam, đặc biệt là ở các thành phố lớn ví dụ như Hà Nội, thậm chí sẽ còn diễn biến phức tạp hơn nữa. Sốt xuất huyết đen thường trải qua 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên, các triệu chứng bệnh thường rất khó phân biệt với loại sốt virus thông thường, thường biểu hiện sốt cao, đột ngột từ 39 đến 40 độ C trong 1 hoặc 2 ngày đầu. Sau đó, bệnh nhân chuyển qua giai đoạn 2, tức từ ngày thứ 3 cho đến ngày thứ 7 kể từ khi bị sốt. Các triệu chứng nặng của bệnh bắt đầu được nhận thấy như xuất huyết dưới da, ở mặt trước hai cẳng chân, mặt trong cánh tay, bụng, đùi, chảy máu cam, chảy máu chân răng, thậm chí xuất huyết nội tạng, đái máu hoặc rong kinh, kinh nguyệt kéo dài ở phụ nữ. Sau đó, bệnh nhân chuyển qua giai đoạn 3, đó là giai đoạn phục hồi, người bệnh hết sốt và thể trạng bắt đầu tốt dần lên, có cảm giác thèm ăn, huyết đông bắt đầu ổn định và người bệnh đi tiểu nhiều. Các xét nghiệm tiểu cầu dần tăng lên và trở về trạng thái bình thường. Tuy nhiên, những bệnh nhân nặng từ giai đoạn này sẽ xuất hiện biến chứng diễn biến rất khó lường. Đối với cả bệnh sốt xuất huyết thì hiện nay người ta chia sốt xuất huyết ra làm 3 cái giai đoạn chính. Giai đoạn đầu là giai đoạn sốt, thì bệnh nhân thường có các triệu chứng sốt cao, đột ngột, kèm theo bệnh nhân có đau mỏi người, đau cơ, đau quanh hốc mắt. Thì những cái triệu chứng này nó có thể kéo dài trong vòng 3 ngày. Thường thì bệnh nhân rất là lo lắng và thậm chí rất là sợ hãi, bởi vì là sốt do sốt xuất huyết thì thường rất là cao, bệnh nhân có thể sốt tới 40, thậm chí là 41 độ và đa phần mọi người cảm thấy rất là nguy hiểm. Thì thực tế thì trong dòng giai đoạn sốt của sốt xuất huyết nó lại không nghiêm trọng như vậy, bởi vì ở trong cái giai đoạn 2 của sốt xuất huyết là cái giai đoạn mà chúng tôi gọi là giai đoạn nguy hiểm, thì sốt xuất huyết mới thực sự là đáng ngại, bởi vì trong giai đoạn 2 của sốt xuất huyết thường diễn ra từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 7, bệnh nhân sẽ có các cái biến chứng có thể xảy ra do sốt xuất huyết, trong đó bao gồm ví dụ như là bệnh nhân có thể xuất huyết, bệnh nhân chảy máu ở da niêm mạc, bệnh nhân có thể xuất hiện tình trạng suy các cái cơ quan, các tạng trong cơ thể, ví dụ như là suy gan, ví dụ như là suy thận, bệnh nhân có thể rối loạn ý thức, hoặc là bệnh nhân có các cái triệu chứng nặng khác, ví dụ như là sốc do sốt xuất huyết mà chúng tôi gọi là sốc đanh, bệnh nhân có thể có tình trạng tụt huyết áp, bệnh nhân có thể tình trạng suy tuần hoàn, và thường những cái trường hợp tử vong hay xảy ra trong cái giai đoạn nguy hiểm này của sốt xuất huyết. Và đến giai đoạn thứ 3 là cái giai đoạn hồi phục, thì sau cái giai đoạn nặng của sốt xuất huyết thì bệnh nhân bắt đầu hồi phục, thường từ thứ ngày thứ 7 trở đi, bệnh nhân sẽ xuất hiện các triệu chứng ví dụ như phát ban, bệnh nhân có thể xuất hiện
các cái triệu chứng bắt đầu thuyên giảm và khi đó thì đánh dấu cái giai đoạn bệnh nhân bắt đầu hồi phục. Thì trong ba cái giai đoạn đó của sốt xuất huyết thì mặc dù đa phần mọi người thường hay sợ hãi trong giai đoạn đầu khi mà có sốt cao, nhưng thực tế là cái giai đoạn nguy hiểm nhất của sốt xuất huyết mà chúng ta cần phải theo dõi đó là giai đoạn từ ngày thứ tư đến ngày thứ bảy của bệnh. Và trong cái giai đoạn đó mà để chúng ta có thể phát hiện sớm các cái dấu hiệu của sốt xuất huyết, chúng ta cần phải lưu ý tới các cái dấu hiệu cảnh báo. Các cái dấu hiệu cảnh báo của sốt xuất huyết đanh nó tương đối là đơn giản và chúng ta có thể tự theo dõi được tại nhà. Tôi lấy ví dụ như là chúng ta xuất hiện cái tình trạng đau tức hạ sườn phải, chúng ta có cái tình trạng tăng cảm giác đau ở bụng, hoặc là chúng ta có xuất hiện các cái tình trạng về rối loạn ý thức, ví dụ như chúng ta chậm chạp, chúng ta lờ đờ, hoặc là chúng ta có thể không đáp ứng một cách nhanh nhẹn với cả các kích thích ở xung quanh, hoặc chúng ta xuất hiện các cái dấu hiệu của tình trạng chảy máu. Chảy máu ở đây phải đề cập tới cái tình trạng chảy máu ở da và niêm mạc. Đơn giản có thể là tình trạng chảy máu cam, chảy máu chân răng, hoặc là đối với trường hợp là phụ nữ có thể xuất hiện cái tình trạng kinh nguyệt kéo dài hoặc là số lượng kinh kéo dài, thậm chí là kinh xuất hiện bất thường trước kỳ kinh. Thì đấy là những cái dấu hiệu nguy hiểm mà chúng ta cần quan tâm. Và về mặt xét nghiệm thì chúng ta có thể thấy là chúng ta có cái dấu hiệu ví dụ như là tiểu cầu chúng ta giảm rất là nhanh, hoặc các cái chỉ số huyết học khác ví dụ như hematocrit tăng nhanh, thì đấy là những cái dấu hiệu cho chúng ta thấy là chúng ta đang có các cái dấu hiệu cảnh báo. Ngoài ra thì có những cái dấu hiệu cảnh báo khác nó không đặc hiệu cho sốt xuất huyết, bởi vì nó có thể gặp ở trong rất nhiều các cái bệnh khác nhau, ví dụ như chúng ta có nôn nhiều, chúng ta có buồn nôn nhiều, nhưng ở trong sốt xuất huyết đó cũng sẽ là những cái dấu hiệu cho thấy là chúng ta có nguy cơ tiến triển nặng. Sốt xuất huyết đen là căn bệnh diễn biến rất khó lường, hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và chưa có vaccine phòng bệnh. Người bệnh sốt xuất huyết đen nếu không được phát hiện sớm, điều trị kịp thời có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm. Sốc hay còn gọi là sốc đen, người bệnh sốc do mất máu. Thoát huyết tương là nguyên nhân do virus đen làm tăng tình thấm mao mạch gây thoát huyết tương, làm cô đặc máu dẫn đến sốc. Nếu tình trạng này kéo dài, có thể dẫn đến dịch huyết tương có thể ứ động trong màng não, qua các thành mạch, gây phù não và các hội chứng về thần kinh, dẫn đến hôn mê. Viêm đường hô hấp, viêm phổi hoặc phù phổi, thoát huyết tương có thể tràn, xâm nhập vào đường hô hấp, gây viêm đường hô hấp, tràn dịch màng phổi, viêm phổi hoặc phù phổi cấp. Nếu không được cấp cứu, tính mạng của người bệnh có thể bị đe dọa. Hạ áp huyết đột ngột. Hạ áp huyết đột ngột do mất máu và thoát huyết tương nếu không xử lý kịp thời có thể dẫn đến xuất huyết não, rất dễ tử vong. Suy tim, suy thận. Cũng từ các biến chứng trên có thể dẫn đến suy tim do chảy máu liên tục, khiến tim không đủ máu tuần hoàn. Một khi tim không đủ sức bơm máu, cộng với dịch huyết tương xuất huyết khiến màng tim bị tràn dịch gây ứ động. Thêm vào đó, thận phải làm việc hết công suất để bài tiết huyết tương qua nước tiểu. Tình trạng này kéo dài có thể dẫn đến suy thận cấp. Biến chứng mắt. Sốt xuất huyết đen có thể dẫn đến biến chứng về mắt, gây mù lòa đột ngột do xuất huyết võng mạc, làm cho mạch máu của võng mạc bị tổn thương khiến thị lực giảm sút, hoặc xuất huyết trong dịch kính mắt. Khi bị xuất huyết, lớp dịch này sẽ bị che phủ và hòa tan khiến người bệnh gần như bị mù mắt. Biến chứng ở phụ nữ có thai. Với phụ nữ đang mang thai, nếu bị sốt xuất huyết đen trong ngày đầu mắc bệnh, bà bầu có thể bị sốt cao, khiến nhịp tim thai đập nhanh hơn, làm ảnh hưởng đến thai nhi. Những ngày tiếp theo, bà bầu có nguy cơ giảm tiểu cầu dẫn đến hiện tượng chảy máu. Nếu bị sốt xuất huyết trong những tháng đầu của thai kỳ, bà bầu rất dễ bị sảy thai. Đối với cả bệnh sốt xuất huyết, nếu mà bệnh nhân tiến triển thành sốt xuất huyết đanh nặng, thì có rất nhiều các biến chứng có thể xảy ra cho bệnh nhân. Điều đầu tiên mà chúng ta cần phải đề cập tới, đấy là tình trạng suy chức năng của các cơ quan. Các cơ quan ở đây liên quan tới sốt xuất huyết mà chúng ta thường hay gặp đó chính là tình trạng suy thận, bệnh nhân có thể có suy gan, từ đó có thể dẫn tới bệnh nhân tử vong. Cái yếu tố nặng thứ hai trong bệnh sốt xuất huyết mà đôi khi chúng ta không để ý hoặc là chúng ta chưa nghe nói tới, đấy là tình trạng thoát huyết tương. Thoát huyết tương là một cái tình trạng trong cơ thể của chúng ta, các mạch máu của chúng ta không giữ được thể tích máu ở trong lòng mạch, làm cho các cái thành phần của máu bao gồm các cái huyết tương nó sẽ rò rỉ ra bên ngoài và làm cho chúng ta không đủ khối lượng tuần hoàn, dẫn tới là chúng ta bị sốc. Và cái biến chứng thứ ba mà chúng ta có thể thấy và cũng là một trong số các cái nguyên nhân làm cho bệnh nhân tử vong, đấy chính là tình trạng xuất huyết. Thì bệnh nhân có thể xuất huyết ví dụ như là xuất huyết dạ dày, bệnh nhân có thể chảy máu trong cơ, bệnh nhân có thể xuất huyết bàng quang,
Và có những trường hợp mà chúng tôi cũng đã gặp, đấy là bệnh nhân có tình trạng xuất huyết não, thì chảy máu cũng là một yếu tố nặng và có thể góp phần làm cho bệnh nhân tử vong.